ý là chậm mấy cái nữa thì nó cao mà con không qua không biết sợ không rồi bác tới bác về đi bác về bác về đi con hứa với bác là con cho bác cho một trai một bữa giông khổ là tết vợ luôn á tại vì mình sắp đặt á con sắp đặt trước tại vì nó nằm tùm lum hết bài sáu mù nè mấy cái ông đàn vũ lông nè mấy ông đàn kềm nè nằm lặng nhau lâu nha mình phải sắp đặt trước bây giờ mình đùn cái mình không làm được nhưng mà mình hẹn trước ví dụ như mình ra chơi trời trời cái bà đó vô chơi cổ nhạc á mà giống như cái người cầm đàn đàn lưỡng tưởng 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 hai bên nó mới ca dữ nó mới ca dữ ngồi ca thế thôi những cái nhân lớn quấn này những cái hẻm này không gặp ông nhã đúng rồi hồi bắt anh là đúng luôn á năm đó bây giờ đúng rồi cái bà kia ba thấy là mọi người nói kia ta để thấy là tình yêu của nó mọi người biết là cũng vậy mà biết bao nhiêu người biết nghe cũng nhạc cũng chút đỉnh rồi tôi lên nó cao bắt rồi chúng em đấy em chưa bài đúng không ủa là có đại người có cao đấy không chứ đúng rồi cái con này cũng được không cái chữ thôi đúng rồi không có quản á không có quản ngoài chơi đó ok vậy chứ vậy gì thế nhỉ bây giờ với ai phải làm bay cũng làm tới giờ 2 giờ vậy mới 10 rưỡi gì mà 2 giờ lạ này giờ giờ đi giấc giờ đi giấc giờ đây đã 10 rưỡi giờ là 2 giờ phải ngủ rồi ok 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 không biết mười giờ nào nè bây giờ không đâu gì bây giờ nói cũ rồi nói rồi nên có cái câu thi quách này là khỏe là bắn quách rồi không đừng có đem giấc một thi quách không nói là thi quách là mình cái này là giấc nè đủ rồi thế ngoài nồi còn thi quách không phải đủ rồi chả lửa nước rồi thôi. Lên coi cái mấy con mồi gọi cho ném ra xuống góc này không là cắt nổi mệt quá. Đây rồi. Để đây anh nhìn chút là cái đánh đánh này cái đánh này cái gì giờ đâu có đánh đâu. Mà cái này không đánh. Cái này không đánh mà sao không đánh gì. Sao không có gì không đánh nha. Không có nghĩ đâu không đánh gì vậy. Không có gì đâu không đánh. Ngủ qua xanh, ngủ qua đánh. Ngủ qua đánh là ngủ qua đèo. Thấy cái người qua tụi nó không đấu đèo mà nó không đánh. Ờ vậy là nó hùa, nó không đánh được đâu. Nó hùa nó mà thiếu người chúng nó hùa. Vậy là hùa cái nhỏ nhỏ là hùa nó của ông đồ thì nó không đi đâu. Ờ đúng chứ. Ok, hùa cái nhỏ nhỏ là hùa nhỏ. Hâm hâm là hùa cái gọi gì? Ở Việt Nam á, hùa qua cái bào mỏng vậy nè ha. Sao cái nó để bị nước đá dưới. Cái nó để cái lớp xi măng ráp ở trên. Cái nó lót hùa qua lên rồi, không thể bảo lãnh. Xong rồi nó hôm lên. Đó, vậy thôi. Ăn vậy thôi đó, mọi người. Em qua này thì mạnh thấy lạnh không? Nó giòn. Nó giòn luôn rồi. Dạ, dạ. Hôm lên. Ăn vô quá nhà hôm kia có nấu hết. Nó giòn. Giòn hôm nó lạnh hết trơn. Có cái đầu em biết nhớ làm luôn nha. Lại quán nào cũng có cái gì. Thứ ba là thịt lẩu này đây rồi. Góc thành đó. Thành đó. Thành đó. Không có cái để gì trong nước đá ngâm, trong nước đá lạnh đó. Cho lạnh cho giòn. Đó rồi mấy ông ngồi nhậu cầm hàm đó là chấm vị vị trên bàn nó ăn sống vậy đó. À mẹ con nhớ mày là là coi như nguyên một cái ly nữa mình uống bia á là nước đá là nhét nguyên bó góc hành ra cho hành lá không có hành lá trên cái góc không nó nhầm vừa đó 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 ông nào muốn ăn cái hộp tay nó kéo ra cái khúc hành trắng rồi rồi nó cũng vậy không thôi ngon nhá ngon ăn không ngon mấy ông làm chưa à ngon em thấy không thấy nào quá còn nào bây giờ là tôi không thích ăn hành lá mà ăn cái góc anh lấy lạnh luôn rồi đó có thể là lấy lạnh biết cái loại đầu nó ăn cái hàng nhớ cái loại đó vậy anh tôi quên nhớ nha ăn lá nó ấy cái mình cảm mình cũng thấy thấy đó là chung cái thằng kia mình gọi là anh vô là hành không biết ăn kia món gì mà hành nó có mấy chết rồi anh ăn hết rồi cho bạn ăn cho anh lấy cái gốc á không nhớ mà mình hành mà mình ăn xấu á thì có thể nó hôi dữ lắm nhưng mà khi nó ngâm nó biết quá dạ nó vô đánh đá là giống như là nó lạnh nó ấy là có thể là nó không có còn có mùi đó không ăn bữa ăn biển nó ngâm đá là có lý do nó hành đó là mẹ ăn được là biết sao không